cái cây này, cái quả này mà nhiều người biết không? Cây dân tộc người ta chữa rắn cắn này mọi người này. Đó, cây. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Quân Khám Phá. Ngày hôm nay thì Quân lại cùng với tất cả các bạn trong câu chuyện đi khám phá các tâm linh, các điểm tâm linh. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở trong một cái khu rừng cũng nhỏ thôi, không được rộng lắm. Tình cờ đi qua đây thì mình phát hiện ở đây có một cái ngôi miếu khá là bí ẩn và linh thiêng. Thì mọi người biết này, thì bây giờ mình đang đứng ở trong khu rừng này. Bây giờ mình sẽ đi ra cái khu đường kia thì mình mới có thể vào cái khu miếu được. Đây, trước mặt các bạn chỗ cái lá cờ kia là của miếu mọi người kìa. Cái đoạn này nó hơi rậm một chút. Trong rừng thì đi vào rậm này chúng ta phải có những các cái chiếc ống. Thì đi vào đây thì chúng ta sẽ không bị các con rắn con rết hoặc là các những vật dụng nó đâm xuyên vào chân. Đi vào đây một mình cảm giác cũng hơi rợn mình một chút, bởi vì nó rất là rậm rạp. Đây mọi người, đây mình thấy ở đây có một cái cây khá là lạ. Đây mọi người, đây đây, mọi người biết cái cây này không? Cái cây này này, cái cây này, cái quả này mà nhiều người biết không? Cây này là cây bồ cô vẽ này, có rất là nhiều nơi gọi cái cây này khác nhau mọi người. Mình được biết là cái cây này là trên dân tộc người ta chữa rắn cắn này mọi người này. Đó, cây này rất là tốt luôn. Khi các bạn vào rừng á thì cái cây này nó rất là thông dụng. Chúng ta vào rừng mà không may mà bị con rắn cắn ấy, thì cái cây này cũng được dùng để chữa rắn cắn mọi người này. Đấy, cái lá thì mình nút, mình nhá cái lá, mình nút cái nước bằng cái bã mình đắp vào chân, nó cũng giảm một phần nào đó trong quá trình mình đi rừng mà không may mà bị con rắn con rết nó cắn đấy mọi người. Đấy, đó là cái bài thuốc của dân tộc, mình thấy cũng rất là nhiều người sử dụng cái cây thuốc này. Thực ra các cái bài thuốc về rắn cắn thì cũng rất là nhiều, mọi người có thể tham khảo. Thì trước tiên mà hôm nay mà bị rắn cắn như vậy thì chúng ta nên garo và cứu chữa những bài thuốc nam cơ bản, rồi chúng ta sẽ đi tới bệnh viện gần nhất. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm con đường tới cái ngôi miếu. Ôi nó rậm rạp quá mọi người. Hôm nay trời rất là nắng luôn. Ôi, một cái quân gì đó mọi người này, nó khá là lạ luôn. Mình cho mọi người xem nhá. Ôi, nó bắt mồi này. Ôi, nó bắt mồi này, con gì đó mọi người. Đấy, nó bắt mồi mọi người nhá. Mọi người theo. Ây, khá là lạ luôn. Ui, nó bắt mồi, nó tấn công. Khá lạ luôn mọi người. Đâu rồi, đi đâu mất rồi? Đây, đường này, đấy đường lên miếu rồi. Không biết trong miếu này có ai không? Mình nghe thấy có mùi hương. Chắc là có ai đang ở trong khu vực này. Đây là ngôi miếu rồi mọi người. Mình đi ngoài đường vào mình thấy đấy. Ây dồi. Đây là cây hoa dừa mọi người này. Ở đây có một cái bàn thờ mà có hoa quả đặt ở trên bàn thờ, thì rõ ràng ở đây vẫn có người trông coi và thờ phụng cái ngôi miếu này. Mà nhờ mình nhìn thấy nó rất là thô sơ luôn. Tất cả cái mọi thứ ở đây đều mới vừa trùng tu xây dựng lên. Ở đây có một những cái cây ở đây. Cây này là cây dừa mọi người nhá. Cây dừa người ta làm các cái cột để lập lên cái miếu để thờ. Mình nghĩ ở đây
Trước đây đó là một cái miếu thờ đã bị phá vỡ và người dân đã trùng tu lại để xây dựng lên. Nên tạm thời ở đây là những các cái cây gỗ, đây là những cây dừa, cây này cây dừa hết mọi người. Đây. Và ở đây rất là rậm rạp luôn. Đây mọi người, xung quanh là rất rậm rạp ở trong này. Đó. Và người dân đã lập miếu thờ ở đây. Có thể là trong tương lai là dân cư ở đây sẽ nâng cấp miếu thờ lên để xây dựng lại. Có những các cái bin đá ở đây để lại những cái nền móng còn sót lại và được thờ ở đây. Còn tất cả các khu đây là đồ mới cả. Nhưng mà nằm trong một cái khu rừng thế này, nhìn xa thì chúng ta tưởng tượng nó giống như một cái miếu bỏ hoang. Nhưng mà lại gần thì thực ra là cái ngôi miếu này vẫn thờ và chưa được trùng tu lại. Để mình lại mình thắp hương cho các cụ, các thần linh ở đây và một nhẫn hương mọi người nhé. Thực ra thì đi xung quanh miếu này thì cũng không có gì đặc biệt cả. Thì tất cả xung quanh mình nhìn ở đây là một cái miếu, một cái nền móng còn sót lại. Và ở đây có rất là nhiều các cái viên đá từ ngày xưa còn sót lại. Và ở đây được người dân mới và tôn tạo nên để lập lên miếu để thờ. Và đã trải qua bao nhiêu năm thăng trầm lịch sử cho nên là ngôi miếu đã bị xuống cấp. Và mình nghĩ những các cái cây đây thì mới vừa dựng lên, người dân đang chuẩn bị để nâng cấp miếu để xây dựng và trùng tu lại cái ngôi miếu khang trang hơn để người dân thờ, để cầu cho mình những cái gì bình an nhất. Ở đây có một cái cây dừa. Đây, cái dừa được cưa ra đây mọi người này. Đấy, được cưa ra. Thì cái này cái cây dừa mà vừa rồi mình nói là cái cây cột của miếu là được cưa từ cây dừa ra. Thì ở đây mới vừa xây dựng lại thôi. Thời gian của cây dừa nó khá là ngắn. Nên ngôi miếu này mới vừa trùng tu lại. Có một cái điều đặc biệt nữa là đối diện với miếu thờ thì ở bên phía đường kia, ở bên này mọi người, thì là một khu nghĩa trang khá là đẹp. Bên này một khu nghĩa trang khá là đẹp luôn. Và phải đi rộng ra bên ngoài này thì chúng ta mới có thể thấy được cái khu nghĩa trang nó đẹp. Đây. Đây bên kia là một khu nghĩa trang mọi người nhá. Đó. Khu nghĩa trang đối diện bên kia. Ở đây là một cái khu rừng tự nhiên trồng cây lên. Cái đoạn này nó khá là cao lên mọi người. Và đặc biệt là hôm nay thì qua khám phá miếu thì mình cũng thấy một cái cây, đây là cây bồ cô vẻ mọi người này. Đấy, cái quả này mình có thể ăn bình thường. Nó có thể có tác dụng chữa rắn cắn rất là hiệu quả. Đây là cái bài thuốc dân tộc thôi, mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn. Trong cái tình huống mà chúng ta bị gặp thì chúng ta nên sơ cứu ban đầu. Còn chúng ta là phải buộc caro và đưa đến một cái bệnh viện trung tâm y tế gần nhất. Đấy mọi người, cây này rất là tốt luôn. Đây một ngôi miếu khá đặc biệt. Mình đi từ ngoài đường ở phía ở đường kia đó mọi người. Khi nhìn vào đây thì thấy một ngôi miếu rất lạ mà phải đi lại không có đường đi vào mọi người nhá, là cứ phải đi thông qua các cái đoạn rừng này mình có thể vào được. Đó. Đằng sau tất cả cái này là đều là mới xây hết. Thì hôm nay Quân cũng chia sẻ với tất cả các bạn một cái ngôi miếu rất là linh thiêng và qua đây cũng chia sẻ với các bạn một cái bài thuốc chữa rắn cắn khá là hay luôn. Thực ra thì đây là bài thuốc của dân tộc mà trước đây cũng có một bà cũng chia sẻ với mình và bây giờ mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn. Thực ra thì cái cây thuốc răng cán này thì mình cũng chưa chữa bao giờ cả, nhưng mà thực ra mình thấy nó tự nhiên, nó lúc trong quá trình đi khám phá thì mình cũng bắt gặp cho nên là mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn trong trường hợp mà mình cần. Thì hôm nay video của Quân cũng kết thúc tại đây mọi người nhé. Người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Quân. Xin chào tất cả mọi người.